Kính chào quý vị và các bạn, ngày hôm nay thứ sáu ngày 24 tháng 9 năm 2021. Kính mời các bạn xem bản tin Nguyễn Phú Trọng lôi Nguyễn Đức Chung hầu tòa lần hai, kẻ đang run, người đang sợ. Ông Nguyễn Đức Chung đã được cho ra tòa, được xử kín và ông ta đã nhận bản án 5 năm tù giam. Tiếp theo, cơ quan tố tụng xác định ông Nguyễn Đức Chung lợi dụng quyền hạn chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội lấn sân giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư, chỉ đạo trái pháp luật để giúp doanh nghiệp thân hữu trúng thầu. Đây sẽ là lần hầu tòa thứ hai. Vào ngày 22 tháng 9, Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao đã hoàn tất cáo trạng truy tố bị can Nguyễn Đức Chung, cựu chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội cùng nhiều lãnh đạo Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hà Nội và lãnh đạo doanh nghiệp liên quan đến sai phạm hoạt động đấu thầu tại Sở Khoa học Kế hoạch và Đầu tư Hà Nội. Theo đó, bị can Nguyễn Đức Chung bị truy tố về tội lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ. Các bị can còn lại trong vụ án bao gồm Nguyễn Văn Tứ, cựu giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư Hà Nội, Phạm Thị Thu Hường, cựu chính văn phòng Sở Kế hoạch và Đầu tư Hà Nội, Nguyễn Tiến Học, cựu phó giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư Hà Nội, Phạm Thị Kim Tiến, cựu trưởng phòng đăng ký kinh doanh Sở Kế hoạch Đầu tư Hà Nội, Võ Việt Hùng, giám đốc công ty đầu tư và phát triển Đông Kinh, Lê Duy Tuấn, cán bộ kinh doanh công ty đầu tư và phát triển Đông Kinh, cùng bị truy tố về tội vi phạm quy định về đấu thầu và gây hậu quả nghiêm trọng. Đây là hình ảnh ông cựu chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội Nguyễn Đức Chung. Đây là vụ án thuộc diện Ban chỉ đạo Trung ương về phòng chống tham nhũng theo dõi chỉ đạo, mà ban này do ông Nguyễn Phú Trọng nắm quyền cao nhất. Ông Trọng làm vụ này không khác nào vụ Đinh Gia Thăng, nghĩ là truy ra nhiều tội và cứ tội chồng tội và từ đó lôi ông Chung ra tòa nhiều lần. Theo cáo trạng, từ năm 2016 cho đến cuối năm 2018, Sở Kế hoạch và Đầu tư Hà Nội làm chủ đầu tư thực hiện hai gói thầu trúng hóa, số hóa hồ sơ đăng ký kinh doanh trên địa bàn thành phố Hà Nội. Vào năm 2016 đến 2017, tương ứng với hai hợp đồng kinh tế được ký kết với liên danh Nhật Cường Đông Kinh, giải pháp phần mềm Nhật Cường và Nhật Cường công ty đầu tư và phát triển Đông Kinh. Và hàng loạt người đã bị chìm cùng chiếc thuyền với ông Nguyễn Đức Chung. Lợi ích nhóm là quyền lợi cốt lõi của quan chức. Ăn tiền hối lộ vừa ít ỏi vừa dễ bị bắt. Ăn tiền trong có việc góp cổ phần miệng với các quan doanh nghiệp và sau đó làm chính sách hỗ trợ doanh nghiệp thì ăn mới đậm. Lợi ích nhóm là như vậy, sự liên kết giữa quyền lực và tiền bạc đã bổ trợ cho nhau. Cán bộ thì vừa có chức vừa có quyền và có tiền, còn doanh nghiệp thì lại có tiền. Đôi bên cùng có lợi. Vấn nạn lợi ích nhóm đã hoành hành trong Đảng Cộng sản Việt Nam từ rất lâu rồi. Có thể nói, ông Trọng muốn khui ai, thì ra nhóm lợi ích đó không một quan chức cấp cao nào nghèo, tiền đâu mà lắm thế, chỉ có từ tham nhũng mà thôi. Đã khui thì lòi ra cả đám, ông Trọng quyết tâm diệt ai thì ông sẽ khui tới cùng. Trong các gói thầu của chính quyền, sự can thiệp của ông Nguyễn Đức Chung là rất rõ. Khi chưa khui người dân cũng đã thấy, có điều là chính quyền phanh phui hơi muộn mà thôi. Đây là hình ảnh ông Nguyễn Đức Chung dính đến 3 vụ án lớn. Trong quá trình tổ chức thực hiện hai gói thầu do Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội làm chủ đầu tư, Nguyễn Văn Tứ, giám đốc, Nguyễn Tiến Học, phó giám đốc, Phạm Thị Kim Tiến, trưởng phòng kinh doanh và Phạm Thị Thu Hường, chánh văn phòng Sở Kế hoạch và Đầu tư Hà Nội đã thực hiện hành vi can thiệp trái pháp luật vào hoạt động đấu thầu. Bỏ hạng mục công việc hiệu đính theo dự toán đơn giá đã được phê duyệt vào hồ sơ mời thầu và hợp đồng kinh tế, nhưng khi thanh lý quyết toán hợp đồng vẫn ép theo đơn giá đã được phê duyệt. Các cá nhân như Bùi Quang Huy, Võ Việt Hùng, Lê Duy Tuấn thuộc liên danh Nhật Cường, Đông Kinh đã gian lận trong việc lập khống hợp đồng chứng minh khả năng, kinh nghiệm để hợp thức hóa hồ sơ năng lực tham gia dự thầu, thiết lập các công ty làm quân xanh khi tham gia đấu thầu, sau khi trúng thầu đã chuyển nhượng thầu trái phép. Các cơ quan tố tụng đã xác định hành vi của Nguyễn Văn Tứ, Nguyễn Tiến Học, Phạm Thị Kim Tiến, Phạm Thị Thu Hường đã lợi dụng chức vụ quyền hạn để can thiệp bất hợp pháp vào hoạt động đấu thầu. Và đây là những món lợi rất lớn của các đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam từ thấp đến cao, cho nên họ sẽ không bỏ lỡ những cơ hội như vậy để làm giàu trên lưng người dân. Và đối với hành vi của ông Bùi Quang Huy, Tổng Giám đốc Công ty Nhật Cường, Võ Việt Hùng, Lê Duy Tuấn là gian lận, thông thầu và chuyển nhượng thầu trái phép, thuộc các hành vi bị nghiêm cấm của luật đấu thầu. Hành vi của các bị can làm sai lệch kết quả lựa chọn nhà thầu, dẫn đến hiệu quả mục đích yêu cầu gói thầu không đạt được, tức là chỉ có 45% tài liệu hồ sơ được đẩy lên hệ thống thông tin quốc gia
về đăng ký doanh nghiệp mà thôi, gây thiệt hại cho nhà nước hơn 26,5 tỷ đồng. Và đây là vụ án có tính chất đồng phạm, nên các bị can đều là người trực tiếp thực hiện hành vi vi phạm nên có vai trò tương đương nhau. Tuy nhiên, xét về hành vi của nhóm bị can thuộc liên danh Nhật Cường Đông Kinh thì bị can Bùi Quang Huy là người khởi xướng, chủ mưu, chỉ huy vụ việc thực hiện tội phạm nên có vai trò chính trong vụ án. Cáo trạng cũng nêu lên và cho biết bị can Bùi Quang Huy đang bỏ trốn. Cơ quan điều tra đã ra quyết định truy nã và quyết định tạm đình chỉ điều tra vụ án đối với bị can, và quyết định tạm đình chỉ điều tra này sẽ bắt đầu thực hiện tiếp khi bắt được để xử lý theo pháp luật. Và những ai còn run là câu hỏi được dư luận đặt ra. Ông Nguyễn Đức Chung sắp ra tòa lần thứ hai, chắc chắn sẽ có rất nhiều nhân vật nữa sẽ xa lưới tiếp theo. Ông Nguyễn Đức Chung trước khi làm chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố, ông là người làm trong ngành công an của thành phố này. Sức mạnh của ông Nguyễn Đức Chung được xây dựng dựa trên hàng loạt những cộng sự nằm trong Bộ Công an cũng như nằm trong Sở Công an của Hà Nội. Đây là hình ảnh ai đã từng sát cánh với Nguyễn Đức Chung giờ lại phải run. Công an chính là lực lượng điều tra chính mọi vụ án hình sự, trong đó có tội tham ô. Một khi được công an bảo vệ thì lực lượng khác khó mà bắt được. Chính ông Nguyễn Đức Chung khi chọn công ty Nhật Cường làm sân sau, ông đã tận dụng hàng loạt xếp công an dưới quyền để che chắn việc làm ăn của ông. Vụ án này phải có Tòa án Nhân dân tối cao, Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao và Bộ Công an vào cuộc, chứng tỏ ngành tòa án, ngành công tố và ngành điều tra của thành phố Hà Nội đều đã bị tê liệt. Điều đó cũng chứng tỏ cả bộ máy thành phố có liên quan, chứ không phải cả những cá nhân ít ỏi như báo chí đã nêu ra. Và hiện nay, hàng loạt xếp công an của Công an thành phố Hà Nội cũng đang run như cầy sấy và không biết bao giờ sẽ đến lượt mình. Và dư luận đặt ra câu hỏi, khi ông Nguyễn Đức Chung chỉ đạo trái pháp luật thì ai dám đúng luật đây? Theo cáo trạng, đối với các gói thầu số hóa vào năm 2016 tại Sở Kế hoạch và Đầu tư Hà Nội, người có thẩm quyền là giám đốc sở, nhưng ông Nguyễn Đức Chung đã lợi dụng chức vụ quyền hạn là chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội chỉ đạo đình chỉ dừng thực hiện gói số hóa vào năm 2016 trái quy định của pháp luật. Sau khi dừng thầu, ông Chung đã yêu cầu Sở Kế hoạch và Đầu tư Hà Nội lựa chọn công nghệ số hóa cơ sở dữ liệu doanh nghiệp tại thời điểm thành phố chưa hình thành cơ sở hệ thống dữ liệu dùng chung do công ty Nhật Cường thí điểm số hóa để công ty Nhật Cường tham gia đấu thầu và đã trúng thầu. Đây là hình ảnh vì vâng lệnh ông Nguyễn Đức Chung, nhiều thuộc hạ ông theo ông Chung ra tòa. Trên danh nghĩa là liên danh nhà thầu, nhưng hầu hết phần việc gói thầu đều do công ty Kinh Đô thực hiện. Còn công ty Nhật Cường đã nhanh chóng sang tay các gói thầu để hưởng lợi gần 20 tỷ đồng. Lời khai của nhiều bị can trong vụ án cho biết công ty Nhật Cường có một quan hệ thân thiết lâu năm với lãnh đạo thành phố. Do đó, dù biết bị can Chung là chỉ đạo trái pháp luật, nhưng không ai dám ngăn cản. Điều đáng chú ý là công ty Minh Hoa, do vợ bị can Chung làm giám đốc, đã ký kết hợp đồng kinh tế với công ty Nhật Cường, tức là có cơ sở xác định hợp đồng khống, để liên danh Nhật Cường Đông Kinh hợp thức hóa hồ sơ năng lực để dự thầu và trúng thầu. Như vậy, hành vi nêu trên của bị can Nguyễn Đức Chung xâm phạm đến hoạt động đúng đắn của cơ quan nhà nước, làm ảnh hưởng đến uy tín và hình ảnh của cơ quan công quyền thuộc Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội. Đây cũng là những manh lưới mà các quan chức của Đảng Cộng sản Việt Nam vẫn hay dùng để đưa gói thầu về sân sau, sau đó họ chia phần trăm rất lớn với nhau. Chất lượng công trình đã bị bỏ lỡ và mặc cho sau đó nó có được dùng hay không. Và ông Nguyễn Đức Chung là chủ tịch thành phố mà là chỉ đạo sai thì ai dám đúng làm đúng đây? Làm đúng thì trở thành người kháng chỉ, và liệu có yên ổn với ông Nguyễn Đức Chung hay không? Còn nếu làm theo chủ tịch thì cũng sẽ chìm chung xuồng với chủ tịch, chứ biết làm sao bây giờ. Đến nay, ông Nguyễn Đức Chung đã bị khởi tố, truy tố và xét xử trong 3 vụ án hình sự có tính chất nghiêm trọng. Và thực tế, số bị can sẽ ngày càng nhiều. Và tới đây sẽ còn có thêm nhiều nhân vật khác xa lưới. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình truyền hình trực tiếp của Lê Trung Khoa, Thời báo .de ngày hôm nay, thứ 6 ngày 24 tháng 9 năm 2021 với bản tin Nguyễn Phú Trọng lôi Nguyễn Đức Chung hầu tòa lần 2, kẻ đang run, người đang sợ. Quý vị và các bạn hãy chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi YouTube và Facebook của Thời báo .de để luôn được cập nhật những bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Từ Berlin, Cộng hòa Liên bang Đức, chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn vào bản tin lần tới. Trung Khoa, Thời báo .de.